Xin mến chào các bạn, hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ cũng muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Shindaiwa và nó có cái tên rất là quen thuộc các bạn, đó là cái Shindaiwa SK35, anh em thường quen gọi là S35. Nó sở hữu cái nòng 36 ly nha, nhưng mà đặc biệt nó là dên nó dài, dài số 1 luôn. Do đó là nó tích lũy được cái dung tích xi lanh là 35cc. Với tầm làm vườn của mình thì rất là khỏe các bạn. Đánh cước ha, vô tư luôn à, thổi lá ha, bơm nước thì tuyệt vời luôn. Đặc biệt là đánh cước rất là ngon, tại vì nó dung tích xi lanh nó lên tới 35cc các bạn. Nó mạnh chùm ha. À, mình cũng không quên giới thiệu là cái dòng này, dòng Shindaiwa S35 này nó tích lũy cái sức mạnh, nó nhờ nó có cái hệ thống trục chính đó các bạn. Trục chính nó có mang hai cái lưỡi búa to đùng luôn, do đó là cái sức dục nó rất là dữ ha. Shindaiwa S35 nó sở hữu một cái chế quạt khí hai kim ha, của hãng Echo. Ở đây nó có cây tốc độ cao, cây tốc độ thấp các bạn. Nếu mà các bạn không ưng cái tốc độ thấp ha, tốc độ cầm chừng đó, thì các bạn chỉnh cây này. Mà muốn chỉnh cây này được thì các bạn phải để ganti nha, tay mình giữ ga không cho nó chết. Mình chỉnh từ từ được đó, thì mình buông tay ga nó không chết là ok ha. Và nếu mà nó đủ á thì nó rất là nhạy nổ, nếu nó thiếu là nó không có nhạy nổ nữa các bạn. Đây là cây này. Còn cái cây này là cây tốc độ cao đây các bạn. Cây tốc độ cao là khi mình muốn chỉnh cây này thì mình phải lên hết ga nha. Nếu mà lên hết ga mà nó sượng 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 thì mình nới ra cho nó hết sượng. Còn nếu mà mình lên hết ga thấy nó lì quá, nó không bốc thì dặn chở vô cho nó bớt xăng lại chút thì nó sẽ bốc. Đây, cách chỉnh nó vậy. Cây này để hết ga chỉnh nha các bạn. Cây này để cầm chừng chỉnh nha. Đấy. Nó nắp xăng nó là dòng máy nắp xăng kính ha. Của Shindaiwa. Đây nó có gòn đệm rất là ngon ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng, không có nhớt các bạn. Với điều kiện ở Việt Nam ha, khí hậu ở Việt Nam và nhân xăng nhớt ở Việt Nam thì mình khuyên các bạn nên pha 1 lít xăng 50cc nhớt nha. Tối thiểu đó là tối thiểu, không được thấp hơn nữa ha. 50cc nhớt trở lên 70, từ 50 tới 70 nha. Đó là mà là một cái tỷ lệ tuyệt vời các bạn. 50-70cc nhớt, nhớt hay thì tốt nha các bạn. Nhớt hay thì tốt. Nếu ở xung quanh mình các lối xóm của mình nó xài nhớt hay thì nào tốt á, mình hỏi nó coi xài nhớt đó nó có ok không thì mình mua nhớt đó mình xài ha. Mỗi địa phương nó có mỗi cái loại nhớt riêng các bạn, không phải nó bán thống nhất trên toàn quốc là giống nhau đâu ha. Cho nên các bạn trước khi các bạn muốn dùng một cái thương hiệu nhớt nào, các bạn hãy tham khảo bạn bè mình ha, coi hỏi coi nhớt đó ok không à, thì mình sẽ tránh được cái tình trạng nhớt điểu ha, về chạy ít hôm là nó bị đen bê tông ha, nó bị xếp bạc, nó bị dính nồng, đó là nhớt điểu nha. Nhưng mà dầu cho nhớt điểu hay đi chăng nữa, mình pha cỡ 70c thì nó cũng không dính các bạn ha. Nếu mà nhớt điểu quá trời điểu, mình 80c là nó cũng không dính ha. Đó, vậy đó. Cho nên mình khuyên cao các bạn nên dùng là cỡ khoảng từ 70cc cho tới 50cc ha, không được thấp hơn nữa. Đấy. Các bạn nhìn xe máy rất là đẹp, tính cơm luôn, đẹp ha. Xin thay qua tết 35, nặng 36 ly, dên dài, bánh tráng to, lưỡi búa lớn, gọi là tùm to bố lớn luôn. Tùm to bộ lớn nha các bạn, bộ đại luôn. Ở đây mình cũng hơi sơ sức một chút, mình chưa có gắn cái chân dựng nha.
chút nữa test máy xong mình sẽ gắn một cái chân dựng để nó bảo vệ bình xăng nha các bạn. Nó phải có cái chân dựng mới được các bạn. Dạ qua. Nó cái loại bình xăng của anh Sinewa này nó dứt khoát nó phải có cái chân dựng để nó tránh đứt cuộn dây nịt nè các bạn ha. Để mình nhẹ xuống xi măng là nó sẽ đứt cái cuộn dây đó các bạn. Mình sẽ gắn cho các bạn một cái chân dựng nha. Đây, mình cũng sơ xuất chưa có gắn cái chân dựng. Tay nắm như móc thì đeo nè. Ý luôn. Đây, ra công tắc nhật ha. Đã. Cầm nè. Tay nắm phía trái đây ha. Tay nắm phía phải. Mình đổ cái tay ra bóp. Chuyên dụng vô đây ha. Tay ra bóp này rất là đã nha các bạn. Rất là đã luôn. Rồi để mình nổ thử ra qua xem nha. Chạy như sấm sét luôn. Đầu tiên máy nguội thì mình cũng bơm xăng các bạn. Đóng e ha. Mình giật lên vài phát nó lên xăng là nó sẽ sặc bực 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 nha. Mình kéo e xuống mình giật tiếp thì nó sẽ nổ ha. Còn các bạn nào nhanh tay nghe nó nổ bụp 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 bụp, kéo e xuống là nó nổ luôn. Còn không nhanh tay thì nó tắt thì mình kéo e xuống nha. Giật tiếp nó mới nổ nha. Các bạn vẫn để cái e như vậy là giật hoài nó không có nổ đâu ha. Nó đã lên xăng rồi thì mình phải kéo xuống đó, mình phải nghe ngóng nó đã lên xăng chưa, kéo gì mà mình giật nó bụp 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 nó sặc vài tiếng á, mình kéo e xuống. Chứ mình để nó sặc vài tiếng mà mình để mình giật tiếp không bao giờ nổ nha các bạn. Vậy đó. Rồi để mình nổ nha. Rồi, xem. Nó đã lên xăng rồi thì các bạn kéo là nó nổ thôi, không cần phải bơm thêm ha. Các bạn nhẹ hơi của nó đây. Rồi kéo không ra luôn. Nổ nha. Tắt các bạn. Tắt ha, nổ lại nha. Cái dòng Sinewa S35 ha, là các bạn nghe nó rít lên tiếng déo 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 ha, cũng như nhông hú vậy các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Sinewa SK35 nòng 36 ly.
Đến đây tạm dừng, các bạn xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu bạn có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.